Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam cập nhật về tình hình mưa lũ sau bão số 3. Và tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện hỏa tốc về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Công điện nêu để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân thì không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh thì sớm được trở lại trường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3, khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ 100 tấn gạo để dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Chú ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí, rà soát khẩn trương, sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế, trường lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương, chăm sóc sức khỏe của người dân và để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học tập của các cháu. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Tại hội nghị của Thường trực Chính phủ về đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 diễn ra ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 5 mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách với các bộ ngành và 26 địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Thứ nhất là tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng, lo hậu sự cho những người xấu số. Thứ hai là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Thứ ba là khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thứ tư là thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Thứ năm là ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như là lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến sáng nay thì bão số 3 và mưa lũ đã khiến 103 người thiệt mạng và mất tích. Trong đó thì số người thiệt mạng là 63 người, mất tích là 40 người, số người bị thương là gần 750 người. Thưa quý vị, trong 103 người chết và mất tích thì có 63 người chết, 40 người mất tích. Cụ thể là ở Cao Bằng, 33 người, 17 người chết, 16 người mất tích. Ở Lào Cai, 29 người, 17 người chết, 12 người mất tích, gồm Bắc Hà 6 người, Sapa 7, Bát Sát 10, Simacai 4 và Văn Bản 2. Yên Bái là 9 người bị sạt lở đất, trong đó thì 7 người chết và 2 người mất tích. Thêm 4 người bị sạt lở đất tại thành phố Yên Bái. Tại Quảng Ninh thì 9 người chết do bão, 8 người và lũ cuốn 1 người. Tại Hải Phòng thì 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão và Hà Nội 1 người chết do bão. Còn Hòa Bình thì 4 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết do lũ cuốn. Và Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 8 người mất tích sau sự cố sập cầu Phong Châu. Liên tục có mưa to đến rất to thì thành phố Yên Bái chìm trong biển nước. Các khu dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng. Và theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Lào Cai thì lượng mưa đều từ 115 đến 219 mm. Tại vùng lụt lịch sử Yên Bái thì mưa rất to lên đến 288 mm. Tổng lượng mưa trong đợt mưa lũ ở Yên Bái lần này đã lên đến hơn 500 mm. Mưa tại chỗ quá lớn, cộng nước từ thượng nguồn vẫn đang dồn về, khiến lũ trên sông Thao qua Yên Bái lúc 1 giờ rạng sáng nay tiếp tục lên và cách đây 2 giờ là trên báo động 3 và vượt mức lũ lịch sử 87 cm. Do nước lũ lên cao nên Điện lực Hà Giang đã buộc phải ngừng cấp điện trên diện rộng để bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống truyền tải điện. Do đó, từ rạng sáng nay, liên lạc bằng điện thoại hiện nay với Yên Bái rất khó thực hiện do sóng điện thoại di động không ổn định. Trong đêm qua, hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc theo hai bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Lào Cai được di rời khẩn cấp. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát những hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Những hình ảnh sau được phóng viên Thời sự ghi lại tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Xăng đổ đầy bình, chân vịt quay hết tốc độ. 1 giờ sáng, những con thuyền máy vẫn ngược xuôi trên phố An Dương Vương, thành phố Lào Cai với một nhiệm vụ duy nhất: nhanh chóng đưa những người dân còn mắc kẹt trong nhà ra khỏi vùng ngập lụt trước khi nước lũ dâng cao. Chỉ trong vòng vài giờ, mực nước lũ tại các khu phố ven sông Hồng tại phường Cốc Lếu đã dâng cao lên đến 1,5 mét. Nhiều người dân không kịp di chuyển. Chỉ có một phương án duy nhất là dùng đèn pin làm tín hiệu cho lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Mỗi khi thì ánh đèn pin hoặc một cánh tay vẫy từ trên tầng cao, ông Khỏe, cán bộ an ninh phường Cốc Lếu lại vội vã lái xuồng tiếp cận giải cứu người dân, dù chính người thân của ông vẫn đang bị mắc kẹt trong cơn lũ. Như gia đình tôi bây giờ hiện tại là có ba nhân viên, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ cũng chưa cứu được, chưa cho ra được. Trong đêm qua và rạng sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, công chức hành chính của cả trung ương và tỉnh Lào Cai đều làm việc xuyên đêm để chạy đua với dòng nước lũ, nhanh chóng đưa người dân ở hai bên bờ sông Hồng đến nơi an toàn. Mưa lớn, nước liên tục tràn vào thuyền, nhưng anh Tưởng cùng các đồng đội vẫn quyết tâm bám trụ để đưa hết người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh em đây là cũng thực hiện từ sáng rồi, sáng sớm đến giờ rồi. Từ sáng giờ mình cứu hộ được khoảng bao nhiêu lượt rồi? Cũng khoảng trên 100 chuyến, hơn 100 chuyến rồi. 6 cái thuyền này chạy từ sáng đến giờ. Chắc là chạy hết cả xăng. Cũng nhiều hết cả xăng. Tất cả bây giờ đến giờ này không mua được xăng nữa, cây xăng họ không bán được nữa rồi. Hết xăng thì trèo tay. Chỉ trong một đêm, hàng nghìn người dân mắc kẹt trong nước lũ tại các phường Cốc Lếu, Phố Mới được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập lụt an toàn. Thực ra thì hôm nay thì bọn em cũng chủ quan, tại vì là hồi chiều thấy nước nó dâng lên đấy, thì bọn em cũng không di chuyển. Sau đó đến bây giờ thì thấy mực nước buổi tối càng lúc càng lên đấy, cho nên là bọn em cũng có gọi được cái sự cứu hộ của các anh bên đơn vị cứu hộ tại tỉnh Lào Cai, thì các anh cũng nhanh chóng kịp thời tới cứu bọn em, thì em cũng rất là cảm ơn ạ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 16 người tử vong do mưa lũ, 12 người mất tích, 15 người bị thương, 1.200 nhà ở và hơn 900 ha đất trồng, thủy sản bị thiệt hại. Dự báo trong những ngày tới, tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn diễn biến phức tạp. Vâng, và từ 6 giờ sáng nay thì nước lũ trên sông Thao tại Lào Cai giảm xuống dưới mức lịch sử và trên báo động 3 hơn 2 mét. Hiện chúng tôi đang kết nối với phóng viên Trường Sơn đang có mặt tại đây. Vâng, thưa anh Sơn, hiện nước lũ thì trên sông Thao tại Lào Cai đã xuống mức lịch sử, còn lũ trên sông Hồng thì sao ạ? Vâng anh Bảo An, tôi đang có mặt tại khu phố Cô Tiên thuộc thành phố Lào Cai. Và như quý vị có thể thấy thì khu vực tôi đang đứng đây chỉ cách sông Hồng khoảng 100 mét thôi. Nếu vào thời điểm này, ngày hôm qua mà tôi đứng ở đúng vị trí này thì chắc chắn là nước đã ngập quá đầu tôi rồi. Một cái ví dụ rất dễ thấy để quý vị có thể nhìn thấy đó là cái ngấn nước ở trên bức tường phía sau chúng tôi. Vào giờ này ngày hôm qua thì nó ở cái mức kia, tức là khoảng độ tầm 1,5 mét. Tuy nhiên đến thời điểm này ngày hôm nay chỉ sau khoảng 12 giờ thôi thì mực nước đã rút xuống rất sâu rồi. Theo thông tin từ trạm khí tượng thủy văn ở trên địa bàn thành phố Lào Cai đo được mực nước sông Hồng vào sáng ngày hôm nay thì là nếu so với ngày hôm qua thì mực nước sông Hồng sáng ngày hôm nay đã rút xuống 1,16 mét, tức là rút rất sâu so với ngày hôm qua. Nước rút nhanh cũng khiến cho người dân là đã nhanh chóng quay trở về nhà, như quý vị có thể thấy ở bên đây. Nếu như hôm qua nước ngập sâu quá nửa nhà thì hôm nay nước đã rút rồi. Và rất nhiều người dân đã quay trở về nhà, tiến hành các cái biện pháp để dọn dẹp, thu dọn nhà cửa cũng như là sớm quay trở lại ổn định cuộc sống bình thường. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó là cái lượng bùn, lượng phù sa dồn đắp về đây rất là lớn. Như tôi đang đứng ở đây là phù sa đang ngập tới khoảng gần đến đầu gối tôi. Đây như quý vị nhìn thấy ở bên này, có thể thấy là lượng bùn, lượng phù sa rất là lớn, nên cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho cái công tác thu dọn cũng như là giải phóng cái lượng phù sa rất lớn này đi để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Các cơ quan chức năng như là Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai rồi thì công an, quân đội cũng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, thu dọn để sớm ổn định cuộc sống trở lại. Vâng, xin được trở lại trường quay với anh Bảo An. Cảm ơn anh Trường Sơn, và chúng ta sẽ còn kết nối trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong cả đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa thì đã có mưa to đến rất to. Một số vùng trũng thấp ven sông ở Hà Nội thì đã ngập úng do lũ lên nhanh, đặc biệt là sông Cầu, sông Bùi, sông Tích, lũ đã lên mức báo động khẩn cấp. Dự báo lũ tiếp tục lên đến 19 giờ hôm nay, mực nước trên sông Cầu qua Sóc Sơn sẽ trên báo động 3, 1 m. Sông Cà Lồ qua Đông Anh cũng vượt báo động 3, 40 cm. Sông Bùi qua Chương Mỹ và sông Tích qua Quốc Oai đều trên báo động 3, 30 cm. Lũ trên sông Hồng, sông Đuống sẽ lên quanh mức báo động 1, sông Đáy ở mức báo động 2. Cảnh báo ngập lụt sẽ diễn ra tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số bãi bồi, vùng trũng thấp ven sông thuộc quận Hoàn Kiếm, Long Biên. Và ngay 6 giờ 30 sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội cũng đã ban hành lệnh báo động 2 trên sông Nhuệ tại địa phận các xã ven đê thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai và Ứng Hòa. Rạng sáng nay, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã hứng chịu một trận mưa lớn lịch sử, mưa với cường độ khoảng 300 đến 400 mm, kéo dài 2 giờ đồng hồ. Nhiều tuyến phố đã ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu đến hơn 1 mét và hiện tại thì các trạm bơm đều đang hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước. Tuy nhiên, do tất cả các cống rãnh, mặt đường trong thành phố đều bị ngập nặng, cộng với việc chiều cường và nước lũ ngoài sông lên dâng cao nên là rất khó để tiêu thoát. Vào 6 giờ sáng nay, lưu lượng lên hồ Tuyên Quang là 4.791 m3 trên giây, lưu lượng xả 5.646 m3 trên giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, công ty Thủy điện Tuyên Quang đã đóng một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 8 giờ sáng nay. Các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng lên hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định. Trong đêm qua, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, hồ thủy điện này phải mở cùng lúc 8 cửa xả đáy. Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ vẫn đang ở mức báo động khẩn cấp và mưa lớn vẫn trút xuống Bắc Bộ. Sau đây thì biên tập viên thời tiết Lan Chi sẽ cung cấp thông tin dự báo mới nhất về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc. Xin mời chị. Vâng, thưa quý vị, suốt từ tối qua đến giờ thì mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống Bắc Bộ. Tại Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định hay là Ninh Bình đều có mưa rất to, từ 157 đến 272 mm. Một số khu vực đã bị ngập úng. Đặc biệt là tại vùng lụt lịch sử Yên Bái có mưa rất to, 363 mm. Lũ trên các sông vẫn đang ở mức khẩn cấp. Cập nhật lúc 7 giờ thì mực nước sông Thao qua Yên Bái vẫn đang vượt mức lũ lịch sử đến 84 cm. Dự báo lũ trên sông Thao qua Yên Bái sẽ tiếp tục lên cao trong sáng và trưa nay. Tình trạng ngập lụt sẽ còn nghiêm trọng và mức độ ngập có thể sâu hơn ở những vùng trũng thấp ven sông, tại các thành phố Yên Bái hay là tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Trấn. Còn Lào Cai là các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng và Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Ngoài ra, nhiều sông khác ở Bắc Bộ cũng có thể lên mức báo động khẩn cấp trong ngày hôm nay. Cụ thể, trên sông Cầu qua Thái Nguyên và Bắc Ninh, sông Thương, sông Lục Nam qua Bắc Giang và sông Tích, sông Bùi, sông Cầu, sông Cà Lồ qua Hà Nội đều sẽ lên trên mức báo động 3. Cảnh báo ngập lụt diện rộng ở các vùng trũng thấp ven sông thuộc Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và các khu vực của Hà Nội như là Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai và Thạch Thất. Ngoài ra thì còn có Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số bãi bồi vùng trũng thấp ven sông thuộc quận Hoàn Kiếm, Long Biên. Bởi vì mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Bắc trong đêm nay và 2 đến 3 ngày nữa, trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai hay Lai Châu. Lượng mưa có nơi vượt 350 mm, tương ứng với vùng màu vàng ở trên bản đồ. Còn lại các nơi khác ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cũng sẽ mưa thêm từ 70 đến 200 mm nữa. Ngoài ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cũng có nguy cơ rất cao xảy ra ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Hiện tại, Yên Bái, Lào Cai là hai tỉnh có cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất ở mức cao nhất là mức cấp 3. Hà Giang, Bắc Cạn và Thái Nguyên cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2. Sạt lở và lũ quét xảy ra rất nhanh, bà con phải di rời ngay nếu thấy những dấu hiệu bất thường. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ mới nhất cho các bản tin tiếp theo. Xin mời trở lại trường quay thời sự. Cảm ơn chị Lan Chi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh ấm áp về tình người trong mưa lũ. Tối qua, mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao kèm nước chảy xiết. Công tác cứu hộ cũng như là hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên trở nên vô cùng khó khăn. Và lực lượng chức năng huy động 100% quân số hỗ trợ người dân. Trong lúc khó khăn hoạn nạn thế này thì mới có thể thấy được ý chí và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam là to lớn đến thế nào. Và những nhà hảo tâm hay là thậm chí cả những người cũng đang bị thiệt hại do mưa lũ vẫn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Những người dân này mới thoát ra khỏi vùng ngập lụt tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Căn nhà duy nhất đang chìm trong nước, từ quần áo đến xe cộ cũng không thể mang theo. May mắn họ được một chủ khách sạn hỗ trợ chỗ ở miễn phí đến khi nước rút. Toàn bộ 30 căn phòng đều đã kín người. Trong cái thời điểm hiện tại lũ rất là mạnh như này thì tìm được một chỗ trú ẩn như này rất là khó. Bản thân mình cảm thấy rất là may mắn, trong khi mà lũ đến như này thì có chỗ ở và có chỗ tá túc cũng rất là tốt ạ. Cũng bắt nguồn từ bố mẹ và gia đình tôi đang ở vùng chính của tâm lũ, thì tôi cảm thấy rất là thương cho bà con nhân dân, và tôi muốn dùng một chút sức nhỏ của mình. Nếu chỉ tính riêng thành phố Thái Nguyên đã có khoảng 3.000 hộ dân thuộc 22 phường đang chìm trong nước. Chính quyền địa phương đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ sơ tán các hộ dân nguy hiểm và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho bà con trong vùng lũ. Dù sẵn sàng lương thực cùng vật tư, tuy nhiên tại các khu vực ngập úng ven sông đang xuất hiện tình trạng nước chảy xiết kèm với tình trạng mất điện diện rộng, nên việc tiếp cận các hộ dân tại các khu vực ngập gặp không ít khó khăn. Chưa kể số lượng người dân mắc kẹt còn lại khá lớn. Vì vậy, ngoài lực lượng công an, quân đội đang túc trực làm công tác cứu trợ, thì nhiều người dân cũng tình nguyện tham gia vận chuyển vật tư đến các vùng ngập úng, chung tay hỗ trợ người dân vùng nước lũ. Thành phố nhận được rất nhiều các cái đoàn thiện nguyện hỗ trợ cho thành phố Thái Nguyên, ví dụ như là thuyền, áo phao, ủng và các đồ ăn, thức uống thiết yếu để phục vụ cho các cái xã phường và kể cả nhân dân và lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn tại các cái địa điểm ngập úng. Thuyền nhỏ, thuyền hơi hay thậm chí là xe trọng tải lớn, tất cả những phương tiện có thể vượt qua dòng nước lũ đều được sử dụng mang theo nhu yếu phẩm. Những con người đã thức xuyên đêm lo lắng cho những người thậm chí chưa gặp một lần trong đời. Vâng, và không chỉ có Thái Nguyên đâu, mà ở rất là nhiều những vùng miền khác thì những hoạt động hỗ trợ và hướng về đồng bào ở vùng mưa lũ thì cũng đang được người dân cả nước hướng tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ sau cơn bão số 3 trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.